Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ nói tiếp tục về chủ đề Kung Phu Thê. Chia sẻ kiến thức cho mọi người qua cái cách mà trả lời câu hỏi. Thì đây là những cái câu hỏi mà mình tổng kết được qua những cái bài đăng trước đó. Câu đầu tiên của bạn Thành Công Nguyễn, bạn có hỏi 3 vấn đề. Thứ nhất là truyền tinh hai lá số vợ chồng càng nhiều, có thể luận là vợ chồng càng ít khả năng chia tay không? Ở đây thì có đề cập đến cái vấn đề về truyền tinh. Truyền tinh đơn giản nó là cái sự mà trùng lập giữa các cái chính tinh hoặc phụ tinh ở cái cung phu thê của mình và cái cung mệnh ở trên lá số người hôn phối. Bạn có hỏi là cái vấn đề truyền tinh càng nhiều, tức là cái sự trùng lập về các cái tinh đấu càng nhiều thì ít khả năng chia tay phải không? Thì cái việc mà trùng lập truyền tinh đấy, nó sẽ liên quan đến cái vấn đề về xác suất thống kê. Đấy, vậy là cái xác suất về truyền tinh đấy, nó khá là thấp. Khoảng 30% thôi, đấy, số người mà vợ chồng với nhau mà có cái sự truyền tinh. Và cái sự truyền tinh này nó sẽ ảnh hưởng đến cái tương quan giữa cái cung phu thê của mình đấy, và cái mệnh của người hôn phối. Ở cái cung phu thê của mình đấy, nó thể hiện cho cái mẫu cái người hôn phối thích hợp ở trong cái môi trường của mình. Đó. Trong cái gia đình của mình này, cái môi trường của mình sống này, nó sẽ là yêu cầu là cái người hôn phối cái tính cách phải như thế này, đúng không? Phải dịu dàng, phải nết na, phải đảm đang, phải thao bát. Nhưng mà cái người hôn phối thực tế mình lấy lại là một cái mẫu người có phần là hơi vụng về đấy, tính tình bộc trực nóng nảy, thì cái người hôn phối đó họ phải có một cái quá trình chuyển hóa cái tính cách về đúng cái cung phu thê của mình. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy được là đấy, nó có một cái độ lệch. Khi cái độ lệch nó càng nhiều đấy, thì cái khả năng thích nghi của cái người hôn phối thì nó sẽ càng chậm hơn, chứ nó sẽ không thể hiện cái vấn đề mà khả năng chia tay. Vấn đề thứ hai của bạn hỏi về cung phu thê có sao thái âm đi cùng nguyệt sát hoặc nữ mệnh thái âm đi với nguyệt sát. Vậy thì tính chất gia đình của sao thái âm có bị thay đổi mất đi không? Bạn đang nói về cái sao nguyệt sát. Đây là một sao nằm trong vòng tướng tinh và hầu như là cái vòng tướng tinh nó đã bị lược bỏ đi rất nhiều rồi. Các bạn có thể đã nghe về những sao mà thuộc vòng tướng tinh như là sao âm sát hay là sao vong thần. Thế nên là mình sẽ không trả lời về những cái vấn đề này. Và cái tính chất của gia đình sao cũng vậy. Câu thứ 3, tam phương tứ chính chiếu về cung phu thê. Như vậy có thể hiểu đây là thể hiện gia đình bản thân của người hôn phối hay là nền tảng gia đình của đương số sẽ hỗ trợ người hôn phối? Cái câu này nếu mà mới nghe sẽ hơi rắc rối. Tam phương tứ chính của cung phu thê, bạn đã hỏi là ở đây là thể hiện cho cái bên của người hôn phối hay là cái bên của cái người hỏi. Thì cái môi trường ở đây nó là những cái môi trường tổng quát, nó bao gồm rất là rộng. Tam phương tứ chính ấy, thì thứ nhất là sẽ có cung quan lộ, thứ hai là có cung thiên di, tam hợp phúc phối di mà, và cái cung phúc đức. Cái cung thiên di ấy, nó thể hiện cho cái môi trường bên ngoài đấy. Kể cả những cái người mà mình không quen biết, nó cũng là cái môi trường thiên di, nó thể hiện cho cái dư luận ở bên ngoài. Còn cái cung phúc đức nó thể hiện cho những cái người thân cận trong gia đình, lại có thể là trong nhà mình đấy, hay là trong cái nhà người hôn phối, cả hai cái môi trường đó, chứ nó sẽ không tách biệt là cái môi trường nào cả. Các bạn sẽ thấy ví dụ như là trong cái cung nô của mình đấy, nó sẽ bao gồm là gì, bạn bè, nó được bao gồm đồng nghiệp, nó bao gồm khách hàng, nó bao gồm là đối tác, nó bao gồm cả những cái đối thủ của mình nữa, chứ nó sẽ không tách biệt ra là một cái đối tượng nào. Thế nên là khi mà chúng ta luận đoán, chúng ta cần phải cân nhắc. Sang cái câu hỏi thứ hai. Câu hỏi của bạn là Lâm Phan 1991 muốn hỏi về cái cung phu thê theo vòng thái tuế có quan trọng không? Ví dụ như người thái tuế thì tam hợp cung phối, vòng tang tuế điếu. Vậy có thể luận được là lập gia đình sẽ đi lại vất vả hơn không? Thì đây là cái vấn đề mà nó nói về cái sự tương quan hay là cái góc nhìn, thế giới quan đấy. Nếu như mà mình là cái người mà cái tam hợp của tuế hợp phủ đấy, thì cái cung phu thê hay là cái cung thiên di của mình nó luôn là cái tam hợp của tang tuế điếu, nó có một cái sự đối nghịch nhau, đúng không? Nếu mà mình đứng ở cái thế thái tuế thì mình luôn nhìn mọi vật ở cái cung thiên di luôn là cái thế của tuế phá, đúng không? Giống như mình là một cái người mà rất là giỏi rồi, mình luôn nhìn mọi người dưới một cái con mắt là người ta thấp hơn mình. Đó là một cái sự tương quan. Cái cung phu thê cũng như vậy. Thì cái cung phu thê mà có tang tuế điếu đấy, vì trong cái tam hợp đó nó có sao thiên mã mà, thế nên là nó thể hiện cho rất nhiều là những cái sự thay đổi. Nhưng mà những sự thay đổi đó thì mình chưa thể khẳng định là sự thay đổi mà liên quan đến cái việc đi ra nước ngoài, đúng không? Trong ngoài nước nhiều. Trừ khi là có cái mẫu người mà tam hợp tuế hợp phù đi với hoa cái ấy,
thì cái Kung Fu Thê sẽ có thiên mã, cái cách đó thì người ta sẽ đi lại nhiều hơn để có thể là đi ra nước ngoài được. Và cái mối quan hệ tương quan mà của cái vòng thái tuế đấy, đó, mệnh của mình là tam hợp tuế hợp phù, Kung Fu Thê là tam hợp của tăng tuế điếu, hoặc là khi mà mệnh của mình là tam hợp của đào không sát, Kung Fu Thê của mình là cái tam hợp của âm long trực, nó luôn có một cái sự đối nghịch với nhau, nó luôn có một cái sự bổ trợ cho nhau. Nếu như mình là cái người khó tính nguyên tắc thì cái người hôn phối của mình là cái mẫu người đôi khi họ sống lại không có nguyên tắc, họ sống lại tình cảm hơn, à, có một cái sự tương quan mà bù trừ lẫn nhau như vậy. Câu thứ ba của bạn Phạm Huyền Diệp hỏi về xét theo thái tuế nhập quái khi có hóa lộc vào Kung Fu Thê thì luận sao ạ? Thái tuế nhập quái ở đây là chúng ta sẽ lấy cái địa chi tuổi của người hôn phối, xem cái người hôn phối mình tuổi gì, và chúng ta cũng cũng phải cần cái thiên can tuổi nữa. Ví dụ như là người ta tuổi Giáp Dần chẳng hạn thì chúng ta lấy cái địa chi là Dần, đúng không? Chúng ta nhập vào cái cung Dần ở trên lá số tử vi, và chúng ta lấy cái thiên can Giáp chúng ta phi hóa. Thì khi mà cái phi hóa từ cái tuổi, ví dụ như can Giáp nhé, can Giáp thì ví dụ như Liêm Trinh hóa lộc này, nếu như cái Kung Phu Thê trên lá số của mình là sao Liêm Trinh nhé, thì nó phi hóa lộc vào Kung Phu Thê. Lộc nó chính là duyên, thế nên là mình với cái người hôn phối này có cái khả năng tương hợp rất là cao, có khả năng đến với nhau rất là cao. Còn khi mà ví dụ như là cái Kung Phu Thê trên lá số mình là Thái Dương chẳng hạn, thì can Giáp là Thái Dương hóa kỵ rồi, nó thể hiện cho ở đây là mình sẽ không có duyên, rất là trắc trở khi đến với nhau. Đấy, cái câu thứ tư thầy có thể nói lại về Kung Phu Thê vô chính diệu có tuần triệt. Kung Phu Thê khi mà vô chính diệu ấy, tức là không có chính tinh, thường là mình sẽ không có một cái định hướng rõ ràng trong cái việc mà hôn nhân, hay không có một cái hình mẫu lý tưởng nào cả, và mình sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cái môi trường bên ngoài, bởi cái dư luận ở bên ngoài. Đôi khi là mình bị ảnh hưởng bởi cái cách nhìn của mọi người bên ngoài, mọi người bảo là nên lấy những người như thế này thì mình cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đó là cái cùng vô chính diệu, chứ mình không có một cái mẫu người cụ thể. Và khi mà có tuần triệt đóng vào trong cùng phu thê thì nó sẽ tốt hơn. Thế nhưng mà tuần triệt nó cũng mang cái tính chất không vong, không vong nó thể hiện là hư ảo đấy. Thứ nhất là nó thể hiện cho cái vấn đề mà cái cuộc sống gia đình hôn nhân nó hay gặp những cái biến cố thất thường, và mình không thể nào lường trước được là có những cái biến cố gì nó xảy ra, và mình không thể nhìn ra cái tương lai phía trước, không là hư ảo, là không, nó cũng thể hiện cho những cái khoảng cách, những cái biến cố. Thường thì vợ chồng nó sẽ có những cái khoảng thời gian mà phải xa cách nhau đấy, và đấy nó cũng thể hiện là rất dễ là có cái sự mà chia ly chia tay ở đây đấy. Tuần triệt này, vừa triệt, tuần mang cái tính chất là lặp lại, triệt mang cái tính chất là chặt đứt đi. Thế nên là trong cái vấn đề mà cả tuần cả triệt đấy thì hay có cái vấn đề, cái hiện tượng là đấy, người ta chia tay xong rồi lại quay lại, hợp rồi lại tan. Đôi khi không vong nó thể hiện cho cái sự hư ảo, đôi khi là đến với những người mà không có danh phận. Cái câu thứ năm, những sao chính tinh hãm ở cung phu thê và không có sát tinh thì được tính như thế nào? Chính tinh hãm ở cung phu thê thì ở đây nó sẽ nói về cái tính chất của những cái sao hãm đấy. Những cái sao hãm thì đôi khi nó thể hiện một cái tính chất là hơi thái quá, nó thể hiện nhiều cái tính xấu hơn. Ví dụ như thất sát hãm thì người ta sẽ hiện cái tính nóng nảy bộc trực nó nhiều hơn, hay là sao tham lang nó thể hiện cái tính chất đào hoa dâm tinh nhiều hơn, hay là ví dụ những cái sao mà thiên tướng chẳng hạn, một cái sao tốt đấy nhưng mà khi mà hãm địa thì tính người ta có phần là gia trưởng, tính người ta rất là nguyên tắc. Đó, nó thể hiện là nhiều cái tính mà đôi khi nó ở cái trạng thái nó thái quá, một cái trạng thái nó cực đoan hơn. Và cung phu thê nó không có sát tinh ấy, không có sát tinh nó thể hiện là đấy, trong cái mối quan hệ gia đình của mình nó có ít cái biến cố đó, kể cả liên quan đến vấn đề kinh tế, công việc hay tình cảm cũng vậy, nó ít cái biến cố biến động. Nhưng mà đôi khi nó cũng thể hiện đến người hôn phối của mình là cái người mà họ sống an phận đấy, họ ít có tham vọng, họ ít có đam mê. Sát tinh nó thể hiện cho biến cố mà, tham vọng của con người. Không có sát tinh thì bạn yên tâm thì nó sẽ ổn định hơn rất nhiều. Câu hỏi thứ sáu của bạn anh Tuấn, cung phu thê cơ âm tại Dần hóa kỵ đồng cung, năm nay 34 tuổi âm, chưa lập gia đình. Cung phu thê mà cơ âm thì mệnh của bạn sẽ là cái tổ hợp của sao cự môn, Dần thân thì mệnh sẽ tại cự môn Thìn Tuất. Bạn phải xem là cái nguyên nhân ở đây bạn chưa lập gia đình là nguyên nhân nào. Đa phần là sẽ do cái cung mệnh của mình, do tính cách của mình thôi. Cái độ tuổi mà có thể lập gia đình từ 20 đến 34
thì nó sẽ rất là dài, đúng không? Chẳng lẽ là trong cái mười mấy năm đó thì bạn chưa có một cái đối tượng nào để xem cái tính cách của mình như thế nào, cái môi trường của mình tiếp xúc như thế nào. Đôi khi là do cái môi trường của mình nó không có nhiều các cái cơ hội, không có nhiều cái môi trường người khác giới. Và tính cách của mình nữa, Hoa Kỵ đóng Kung Phu Thê nó cũng thể hiện mình là một cái người mà đôi khi là rất là kén chọn, khó gần gũi. Và nó cũng thể hiện Hoa Kỵ là cái sự mà mình lười đi tìm kiếm các cái mối quan hệ. Đấy, và càng về sau thì ngoài 34 bắt đầu là người ta sẽ ngại hơn trong vấn đề mà tìm hiểu những mối quan hệ mới. Và cái cách khắc phục ở đây là mình nên sống một cái cách mà nó cởi mở hơn. Thì thường là những cái người mà cởi mở, vui vẻ, hòa đồng ấy, họ sẽ có rất nhiều các cái mối quan hệ. Câu hỏi số 7 của bạn Trường Giang. Em muốn hỏi về các sát tinh và hình kỵ khi ở Cung Phu Thê đắc địa thì ý nghĩa xấu của nó giảm đi nhiều không? Thì khi mà sát tinh ấy, sát tinh hay hình kỵ mà đắc địa, cơ bản ở cung nào cũng vậy, thì nó gọi là cái cách mà đắc là cái sự đắc dụng, có nhiều cái mục tiêu sử dụng hơn và con người ta chủ động hơn trong cái cách sử dụng. Sát tinh hãm thì nó mang cái tính chất là chúng ta khó khống chế nó hơn. Cái hình kỵ cũng vậy, cái hóa kỵ đắc nó cũng sẽ là dễ đắc dụng hơn, chúng ta dễ sử dụng nó hơn. Và khi biết trước một người có cung phu thê rất xấu thì mình nên có lời khuyên cho đương số như thế nào? Thứ nhất là tử vi nó là cái bộ môn dự đoán, chúng ta báo trước và người ta sẽ có cái sự chuẩn bị trước. Đấy, và khi mà mình chuẩn bị trước tinh thần rồi thì mình không còn bị bất ngờ nữa. Và kể cả chúng ta lấy những cái người như thế nào thì cung phu thê xấu thì nó cũng cũng vẫn theo cái chiều hướng là nó sẽ xấu đi. Câu thứ 8 của bạn Dũng Nguyễn Văn hỏi về cung phu thê tại Tý mà có Vũ Khúc Thiên Phú, phụ tinh có Hóa Quyền tướng quân Bạch Hổ, cung phu thê mà là Vũ Phổ thì mệnh của mình là sẽ là phá quân và có Hóa Quyền đấy. Xu hướng là cái người vợ đấy, họ sẽ là cái người mà quản lý ở trong gia đình. Hóa Quyền là cái bộ sao chiếm quyền mà lại có tổ hợp mà tướng quân nữa, như vậy thì cái người hôn phối là người quản lý, họ sẽ là cái người mà đấy, đảm đương tất cả mọi việc trong gia đình rất là tốt. Cái người Vũ Khúc là cái mẫu người rất là chăm chỉ. Đấy, Thiên Phủ là lệnh đi với Hóa Quyền đó, người ta rất là muốn điều khiển ở trong gia đình, thích ra lệnh. Thêm cái tổ hợp sao Bạch Hổ nữa, đúng không? Thì cái người hôn phối của mình đấy là cái mẫu người mà họ sẽ có cái sự nghiệp, họ có công danh và họ có cái kinh tế riêng. Đấy, họ là cái người mà không chịu sống an phận, đấy, lại có xu hướng là quản lý trong gia đình. Nó rất dễ rơi vào cái thế mà âm thịnh dương suy nhá. Cái người đàn ông trong gia đình nó sẽ rơi vào cái thế yếu hơn. Cái cách khắc phục đấy thì mình phải trong cái thế là phải nhẫn nhịn thôi. Đấy, không còn cách nào được. Có Hóa Quyền, có Bạch Hổ ở đó mà. Đấy, là cái bộ sao mà chiếm quyền, cái bộ sao ra lệnh, điều hành, nó mang cái tính chất là khắt khe, kỷ luật mà. Thế nhưng mà khi mà cái người hôn phối của mình ấy, họ quản lý được trong gia đình đấy thì hầu như mọi việc nó sẽ rất là êm ấm. Cái người hôn phối của mình họ có thể là cái người mà giữ tiền, là cái người mà phụ giúp cho mình rất nhiều. Đấy, kinh tế của họ rất là tốt, sự nghiệp của họ cũng rất là tốt. Câu hỏi số 9. Cung phu thê có sao tham lang tại dần rất tuyệt, có bác sĩ ân quang lộc tồn tăng môn. Nếu em kết hôn là người hôn phối sẽ mất trước sát phu phải không? Cung phu của bạn đấy mà có tham lang tại dần, tham lang tại dần cung là một cái thế tham lang khá là đẹp đấy, tham lang dần mà có lộc tồn này, có quả tú này, thiên hình địa kiếp. Cái tổ hợp thiên hình địa kiếp đấy các bạn phải chú ý ở đây, nó cũng dễ liên quan đến cái vấn đề mà thứ nhất là những cái tai nạn hình thương đấy, mổ xẻ ở trên người thì thường là cái ảnh hưởng đến cái sức khỏe của người hôn phối, hoặc là nó thể hiện cho cái sự hình khắc chia ly, nó chưa hẳn đã thể hiện cho cái vấn đề mà người hôn phối này mất sớm. Có thể bạn sẽ lấy những cái người chồng mà họ rất là khó tính, họ làm trong những cái ngành mà liên quan đến pháp luật, liên quan đến nhà nước, liên quan đến thuế, thi hành án thì nó vẫn có tổ hợp của sao thiên hình, và cái tính của người chồng nó sẽ hơi nóng tính, nóng nảy, có phần là cũng áp đặt ở trong gia đình, tính gia trưởng đó, chứ còn chưa thể hiện là cái vấn đề là mình là cái người sát phu. Thiên hình đóng ở mệnh của mình ấy, mệnh nữ thì có vẻ là nó sẽ xấu hơn là thiên hình đóng ở cái trong cái cung phu thê. Đấy, hình diêu đóng ở mệnh người nữ thì vẫn xấu hơn, hay là bạch hổ đóng ở mệnh nữ thì vẫn xấu hơn. Câu hỏi số 10 của bạn Thảo Thảo. Cung phu của em có tử vi thiên tướng phục binh tả hữu thiên không thiếu dương phong cao thiên la, thì có phải người hôn phối dễ có người thứ ba hay lừa dối mình phải không? Cái cung
phu thê của mình đấy, tử vi thiên tướng, thì mình sẽ là cái mẫu người mà sao thất sát, sát sát tí ngọ đấy. Thì bình thường cái người thiên tướng là cái mẫu người mà sống trọng đạo khiêm cung, rất là quân tử. Thế nhưng khi mà thiên tướng lại đi với phục binh đấy, thì đúng là cái mẫu người mà họ rất là khôn khéo, họ luôn có những cái toan tính. Phục binh nó thể hiện một phần cho những cái sự giấu giếm, người ta luôn có cái gì đó người ta giấu mình, người ta đề phòng mình. Đấy, mặc dù cái phục binh này mang cái tính chất phục tùng, người hôn phối họ rất là biết chiều chuộng nhá. Đấy, nhưng mà trong cái cuộc sống của họ thì có những cái điều mà mình không biết được. Thiếu dương hay là thiên không đôi khi nó cũng thể hiện cho cái sự lừa dối, cái sự khôn khéo, không là hư ảo mà. Hay là những cái điều mà mình biết về cái người hôn phối vẫn rất là hạn chế. Thiên không nó cũng thể hiện cái sự tự do, thiên không nó cũng là cái khoảng cách, nó cũng dễ liên quan đến cái vấn đề mà phải xa cách nhau. Thế nên là nó cũng sẽ xảy ra một số vấn đề phục binh, đúng không? Đôi khi là người ta sẽ có cái sự lừa dối, hay là có những cái người thứ ba phục binh, đó là cái sự ẩn tàng, cái sự ám toán. Phục binh là sự lừa dối lừa gạt. Cái mẫu người này thì các bạn sẽ thấy là bề ngoài là thiên tướng thì hiên ngang đạo mạo, nhưng mà bên trong họ vẫn có những cái toan tính. Trong tam hợp có đào hoa thì người ta sẽ có nhiều các cái mối quan hệ giao tiếp ở bên ngoài. Đấy, thiếu dương thiên không thì một cái gì đó nó không được thật cho lắm, không được rõ ràng cho lắm. Câu hỏi 11 của bạn là Phú Bùi Văn, cách nghèo ở cùng phu thê. Trong cái lá số của chúng ta thì để chúng ta biết được giàu nghèo rất là khó. Kể cả khi mà mình xét một cái lá số tử vi của một người nhé, mà để biết là người ta giàu hay nghèo thì cũng rất là khó. Thứ nhất thì nó sẽ liên quan đến cái thời vận. Mỗi con người sẽ có thời có vận mà, sông có khúc người có lúc mà. Thế nên là mỗi người họ sẽ giàu ở trong một cái khoảng thời gian nhất định. Đấy, có khi là họ chỉ giàu ở trong 5 năm, 10 năm thôi, đúng không? Cái quãng đời sau nó lại nghèo. Thế nên là rất là khó để nói được vấn đề về giàu nghèo. Nhưng cơ bản là mình sẽ có cái cách nhìn thông qua cái góc nhìn của mình. Cái cung phu thê là mình nhìn những người hôn phối như thế nào, họ có tiềm năng hay không. Đấy, thì cái cách nghèo đấy thì đôi khi nó thể hiện cho những cái bộ sao mà cát tinh nhiều. Ví dụ như cái bộ thiên lương mà nó đi với nhiều cát tinh, đôi khi là làm công ăn lương thôi thì nó cũng gọi là một cái bộ nghèo. Hay là cái cách mà liêm chinh ấy, thì Phú xưa có câu là liêm chinh viễn phối ở nơi bần hàn, liêm chinh nó thể hiện là cái bộ sao nghèo. Hay là các cái cách cục mà liên quan đến cái tiền bạc nó không giữ được. Ví dụ như cái thiên phú mà gặp các cái bộ không, đấy, tuần không diệt không, đó, gặp cái phản cách như vậy thì thường là cũng liên quan đến vấn đề bị nghèo. Còn cái cách giàu thì là những cái bộ hợp cách với nhau. Cứ hợp cách là người ta dễ phát triển sự nghiệp, và khi mà dễ phát triển sự nghiệp thì người ta cũng dễ có kinh tế hơn. Không cần biết là họ làm ngành nghề gì, chỉ cần hợp cách với nhau là người ta có cái con đường người ta đi lên rồi. Ví dụ như âm dương thì đi với xương khúc, đi với đào hồng hí thì là bộ đẹp, thì người ta sẽ phát triển theo cái hướng của người ta, dễ thành công. Và khi thành công thì người ta sẽ có tiền và người ta giàu. Thiên phú đi với lộc tồn, đó là một cách rất là đẹp. Hay là cự môn đi với hóa lộc, thiên đồng đi với hóa lộc thì là một cái cách đẹp. Hay là sát phá tham mà đi với không kiếp, nó cũng là một cái cách phát dã như lôi. Câu hỏi số 12, bạn này hỏi về cái cung phu thê có âm dương đồng cung tại cung Sửu, đối cung với cung quan lộ vô chính diệu, thì sự nghiệp của em sẽ ra sao. Thì cái trục mà quan lộ và phu thê đấy, nó sẽ có cái sự tương quan nhau. Ở đây các bạn có thể dễ nhận thấy là khi mà mình tập trung vào công việc đấy thì rõ ràng là không còn thời gian dành cho gia đình nữa. Đấy, thế nên là cung quan lộ và cái cung phu thê nó có sự đánh đổi. Phu thê là người hôn phối, phu thê là gia đình. Thường là những người mà công việc không ổn định thì cái vấn đề tình cảm trong gia đình thì nó cũng sẽ rất là rắc rối. Cái vợ chồng cũng sẽ là không hòa thuận với nhau. Và khi mà cái cung quan lộ của bạn ở đây vô chính diệu đấy, thì chúng ta sẽ lấy cái chính tinh ở đối cung để chúng ta luận về cái nghề nghiệp. Cung quan lộ của bạn âm dương chiếu, cái con đường công danh của mình thì nó sẽ hơi vất vả. Âm dương thì người ta sẽ không đi theo cái con đường công danh đâu, và người ta sẽ đi theo cái con đường về làm kinh tế, làm nghề, làm công ăn lương. Và cái kinh tế của người ta cũng không phải là kém. Cách làm kinh tế của bộ âm dương thì rất là giỏi, chỉ là cái công danh của mình nó không được cao thôi. Vì âm dương ở đây đấy, nó là cái bộ sao nó thể hiện cho đường lối, cho tư tưởng. Mình có thể là cái người dẫn dắt cho người khác, thế nhưng mà để điều hành được người khác thì lại rất là khó. Mạnh trong cái mặt về định hướng, nhưng mà yếu trong cái mặt về quản trị con người hay là quản trị công việc. Và âm dương đồng cung nó cũng thể hiện cho những cái tư tưởng của mình nó không nhất quán với nhau. Nó thể hiện cho một cái cách nhìn của mình đa chiều,
nhưng mà không quyết đoán, nửa âm nửa dương. Nó là một cách mà lại con người ta rơi vào cái thế là đứng giữa những cái sự lựa chọn rất là do dự. Thế nên là trong công việc thì nó phải cần có cái sự quyết đoán, đúng không? Đấy, những người mà càng ở trên cao thì càng phải quyết những cái công việc quan trọng. Âm dương ấy, liên quan đến những cái mẫu người mà người ta đưa ra những cái kế hoạch định hướng cho người khác thôi. Làm ở trong cái phòng kế hoạch thì rất là hay. Vì âm dương nó có một cái tầm nhìn theo hai chiều, theo cái hướng tốt, theo cái hướng xấu, tích cực, tiêu cực. Người ta sẽ luôn có những góc nhìn khách quan về sự vật, sự việc. Câu số 13 của bạn là Huỳnh Liên Hoa. Hung sát bại tinh tại cung phu thê mà gặp triệt thì mình luận như thế nào? Hung sát bại tinh thì nó thể hiện cho những cái biến cố, những cái biến động. Nó cũng thể hiện cho cái tham vọng của cái người hôn phối. Thứ nhất là nó ảnh hưởng đến cái công việc của cái người hôn phối. Cuộc sống gia đình, kinh tế gia đình nó cũng sẽ gặp nhiều cái biến động. Và khi mà gặp triệt đấy, người ta là cái người có tham vọng. Triệt ở đây nó thể hiện cho những cái giới hạn. Đấy có nghĩa là người ta là cái người mạo hiểm nhưng mà cũng có một cái giới hạn. Người ta cũng biết quản trị cái rủi ro. Thường là sát tinh nó thể hiện là trước bại sau thành. Trước thì sẽ gặp khó khăn mà sau này sẽ ổn định hơn. Sát tinh thì nó sẽ rất là ưa tuần triệt. Vì tuần triệt đây giúp sát tinh nó hãm lại và giúp người ta dừng lại đúng lúc. Ví dụ như khi mà mình đầu tư vào một cái thị trường lớn chẳng hạn. Đấy, triệt ở đây nó giúp mình hãm lại đúng lúc, mình không bị đu theo cái thời thế. Ví dụ như khi mình đầu tư chứng khoán chẳng hạn, triệt ở đây là cái cách mà mình chỉ chia nhỏ cái nguồn lực ra, chúng ta đầu tư vào nhiều cái mã. Đó, khi mà chúng ta mất thì chúng ta sẽ mất ít hơn và nó sẽ là một cách chúng ta quản trị cái rủi ro. Khi xuống đến một cái mốc nào đó thì chúng ta nên dừng lại. Triệt thực chất nó vẫn là cái bộ sao, nó mang cái tính chất là cắt đứt, chia lìa. Triệt đóng ở cung phu thê, kể cả đóng vào những cách cục hợp cách, nó cũng sẽ làm cho cái cung phu thê của mình nó phải xa cách nhau. Đến 90% khi mà triệt đóng một cung phu thê là nó sẽ thể hiện cho cái sự xa cách rồi. Câu số 14 của bạn là Oan Thăng. Khả năng mà có người thứ ba trong hôn nhân. Nói về vấn đề người thứ ba ấy, thì thứ nhất thì chúng ta sẽ nói về người thứ ba ở đây là của ai, đúng không? Đôi khi là người thứ ba của mình hay là người thứ ba của cái người hôn phối của mình, thì chúng ta phải xét một cách khách quan như vậy. Mình có nhiều sao đào hoa, cung phu thê mình có nhiều sao đào hoa, hay là cái môi trường sống của mình nó phức tạp, đúng không? Ví dụ như mình mà có những cái sao đào hoa thiên diêu, hoa cái, mộc dục, mộc thai này, đấy thì mình cũng là cái người mà có rất nhiều người theo đuổi và nó thể hiện cho cái môi trường của mình nó có nhiều cám dỗ, nhiều cái vấn đề liên quan đến tình cảm. Đấy, hay là cái cung phu thê mình có đào hoa hay là có thiên diêu chẳng hạn. Đấy, thì nó cũng thể hiện là thứ nhất là cái người hôn phối mình họ làm việc trong những cái môi trường mà có nhiều cái cám dỗ đó, liên quan đến các môi trường khác giới nhiều. Thì thứ nhất cái khả năng mà liên quan đến người thứ ba thì nó sẽ liên quan đến các cái sao đào hoa, đúng không? Đào hoa ở cung phu thê thiên diêu hay là sao phục binh nó thể hiện một phần là cái sự gian dối, hay là cái tổ hợp mà có phục binh có thêm tổ hợp tả hữu nhé, chứ còn tả hữu thì chưa hẳn nó thể hiện cho cái người thứ ba. Hay là khi mà chúng ta gặp các cái bộ sao mà nó nói về cái liên kết hôn nhân trong gia đình nó không bền chặt, ví dụ như tổ hợp sao triệt cũng vậy, hay là tổ hợp sao thiên mã này, nó thể hiện rất nhiều những cái sự lưu động, có nghĩa là cái liên kết này nó không bền chặt. Cái liên kết nó không bền chặt thì sẵn sàng là người ta sẽ tạo lập một cái liên kết mới, đúng không? Tuần triệt, tổ hợp của thiên mã, thiên không, các sao đào hoa kết hợp vào đấy, hay là các cái chính tinh mang tính chất đào hoa cũng vậy đấy, liêm trinh tham lang. Câu số 15 của bạn anh Tuấn. Ai cũng bảo phu thê có thiên diêu là ngoại tình, không lẽ những người mà sinh giờ hợi đều bị cách cục ngoại tình? Thì những cái người mà giờ hợi đấy, vì cái sao thiên diêu nó được an theo tháng, mà cái cung mệnh của chúng ta thì nó an theo tháng, này an theo giờ, thế nên là nó sẽ bù trừ đi, đúng không? Sao thiên diêu thì nó sẽ tương tác với cái cung mệnh chúng ta qua cái giờ. Thế nên là những cái người mà sinh giờ hợi đấy, cái sao thiên diêu nó sẽ đóng ở cái cung phu thê, còn là sao thiên hình nó đóng ở cung thiên di. Đó là một cái sự tương quan giữa cái giờ và cái sao thiên diêu hay sao thiên hình. Còn cái vấn đề thiên diêu thì cũng chưa hẳn là ngoại tình. Thiên diêu các bạn sẽ hiểu đấy, thiên diêu nó là gì? Nó là những cái cám dỗ, nó là những cái môi trường phức tạp. Thế nên nó đóng ở cung phu thê đấy, cái môi trường cái người hôn phối của mình làm việc đấy, đôi khi nó rất là nhiều cái cám dỗ. Đấy, cái sự lôi kéo về tiền bạc này, lôi kéo về tình cảm này, thế nên là sẽ có một lúc nào đó người ta sẽ không kiềm chế được, đấy, và người ta sẽ bị dễ bị sa đà. Thiên diêu là ám tinh, ám tinh nó thể hiện cho những cái sự mờ ám,
không rõ ràng, không minh bạch. Đôi khi là mình lấy cái người này, mình đã biết là người này là một cái mẫu người thiên diêu, là người có cái ngoại hình khá là tốt, biết thu hút người khác, nhưng mà mình vẫn cứ lấy cái người đó, thì phải chịu cái vấn đề là mình phải lo lắng nhiều thôi. Khi mà người ta đi ra ngoài thì mình phải lo lắng nhiều. Và cái môi trường của người ta như vậy rồi, một phút là nó không kiềm chế được thì người ta cũng sẽ bị lạc lối. Đấy, chứ còn cái thời gian hay là tùy vào cái bản lĩnh của người ta nữa. Nó nói về một phần cái xu hướng là như vậy, chứ còn về cái kết quả thì mình cũng chưa thể nào dám chắc được. Câu 16 của bạn Phạm Văn hỏi về Cung Phu Thê có vũ khúc thất sát thì có đáng lo ngại không? Đáng lo ngại đây là về cái việc gì? Vũ khúc thất sát là một bộ sao mà rất là mạnh về cái mảng về kinh tế. Nhưng mà vũ khúc thất sát nó sẽ là một bộ sao mà tính kim. Tính kim mang tính cô đơn, khó gần gũi. Cái người hôn phối của mình, đấy, cái người chồng của mình đấy, họ sẽ có một cái sự nghiệp rất là tốt, kinh tế tốt. Đấy, nhưng mà cái tính của người thất sát nó sẽ hơi có phần nóng tính mà gia trưởng. Nó mang tính chất một chiều, họ áp đặt ở trong gia đình. Và cái vấn đề lo ngại nhất ấy, là cái vấn đề mà tính kim, nó mang cái tính chất liên kết nó không được mạnh. Đặc biệt là trong cái vấn đề mà thể hiện tình cảm đấy. Đấy, người ta thường là người ta cũng ít khi mà thể hiện cái cảm xúc. Người ta ít thể hiện những cái lời nói yêu thương, nhưng mà người ta thể hiện theo cái hành động, ít thể hiện bằng cái lời nói lắm, nhưng mà người ta sẽ thể hiện bằng cái hành động thực tế. Câu số 17 của bạn Ngân Thái hỏi về những người mà LGBT thì có dựa vào cung phu thê để luận về người yêu hay bạn đời không thầy? Hay còn xem cả cung nô và cung huynh đệ? LGBT thì chúng ta vẫn luận như bình thường thôi. Họ vẫn có cái người hôn phối mà, họ vẫn có cái người yêu mà. Chúng ta vẫn lấy cái giới tính của họ ở bề ngoài đấy. Giới tính của họ bề ngoài là giới tính gì, chúng ta vẫn sử dụng như vậy. Và chúng ta luận bình thường thôi. Cái cung phu thê nó là cái tiêu chuẩn người hôn phối, là cách người ta chọn cái người hôn phối mà. Thế nên là khi mà cái cung phu thê đó thì nó sẽ ứng với cái cách mà họ chọn cái người như vậy. Không cần phải xem cung nô hay là cung huynh đệ, vẫn là xem cái cung phu thê đó. Phu thê nó cũng không phân định giới tính đâu. Chúng ta có thể nói là cung thê hay là cung phu cũng được. Nhưng mà cái giới tính của cái lá số đấy, cái giới tính mà khi họ khai sinh. Câu số 18 của bạn Fry hỏi về hai cung tam hợp chiếu có ảnh hưởng như thế nào đến cung phu thê. Thì hai cung tam hợp chiếu đấy sẽ là cung Thiên Di và cung Phúc Đức. Đây là hai cái cung vị nó thể hiện cho cái môi trường. Phúc Đức là cái môi trường anh em họ hàng, bạn bè thân thiết. Còn cái cung Thiên Di nó thể hiện ra những cái môi trường mang tính chất là môi trường bên ngoài đấy, những cái dư luận, đôi khi là những người không quen biết người ta nhìn vào đấy. Thế nên là mình cứ đánh giá tổng quan là những cái môi trường đó nó tác động đến cái người hôn phối như thế nào, tác động đến cái tư duy của mình chọn cái người hôn phối nó như thế nào. Hay là chúng ta có thể sử dụng cái xoay cung lập cực được. Chúng ta lập cực cái cung phu thê là cung mệnh, còn cung phúc đức nó sẽ là cái cung quan lộ của cung phu thê. Thế nên là phúc đức nó thể hiện cho cái công việc của người hôn phối nó như thế nào. Còn cái cung Thiên Di nó thể hiện là cái cung tài của cái người hôn phối, nó thể hiện là cái tài chính, cái cách kiếm tiền của người hôn phối như thế nào. Nhưng mà cái cách xoay cung lập cục này thì đôi khi chúng ta dùng để tham khảo thôi, vì nó không phải là cái tinh bàn của người hôn phối, mà chúng ta đang mượn cái tinh bàn để chúng ta xem. Hay mượn bàn thì cái xác suất đúng nó không cao. Câu số 19 của bạn Nguyên Khôi hỏi về cung phu thê của mình có tam không, tuần không, triệt không, địa không thì luận như thế nào. Thì bạn sẽ hiểu là các cái tổ hợp không, không vong là hư ảo, không là nó không hiện hữu, nó cũng thể hiện cho những cái biến cố bất ngờ mình không thể lường trước được, mà mình cũng không thể định hướng được cái tương lai, cái việc tình cảm của mình hay là tương lai của cái người hôn phối nó như thế nào. Nó còn thể hiện cho nhiều những cái biến cố, biến động thất thường nữa. Không thì nó cũng thể hiện cho hư ảo, đôi khi là các cái mối quan hệ của tình cảm của mình đấy, nó không được đáp lại và nó không được người kia công nhận. Đôi khi là những cái mối quan hệ nó không có danh phận, hay là cái người kia họ có cái gì đó họ giấu giếm mình. Không là hư ảo, không là một cái gì đó nó mông lung lắm. Mình cũng không chắc chắn về cái mối quan hệ tình cảm này. Cái liên kết về hôn nhân trong gia đình nó không được bền vững. Không đóng vào đâu thì nó là hư ảo ở đó. Cung vị đó thì đôi khi là nó mang tính chất là chúng ta không thể lường trước được. Nó không có một tác động rõ ràng lên cái cuộc sống của mình. Đôi khi là thể hiện là có như không. Đấy, và vợ chồng nó sẽ có khoảng thời gian là phải xa cách nhau, cách trở, và nó làm cho cái vấn đề tình cảm nó dễ bị rạn nứt, chia lìa.
Câu số 20 của bạn Lan Anh Nguyễn. Cung phu của em có đồng lương miếu vượng, địa kiếp thiên hình đắc, thiên hỷ thanh long, tam thai lưu hà có xấu lắm không? Cái tổ hợp mà khi mà thiên lương đồng cung đi với địa kiếp thiên hình thì thường là nó ảnh hưởng đến cái tính cách của người hồn phối của mình thôi. Thường cái tính cách mà thiên đồng lại gặp với thiên hình đấy thì cái tính thất thường, lúc thì rất là khó tính, lúc thì rất là ham vui ham chơi, hơi vô tâm là tổ hợp của thiên đồng đấy. Có lúc lại người ta rất là quan tâm đấy, nhưng mà có lúc người ta lại dễ sa đà vào các cái thú vui ở bên ngoài đấy. Cái mẫu người này, cái cuộc sống của họ đấy thường là cũng biến động thất thường. Đồng lương đi với địa kiếp thiên hình thì nên có tuần triệt thì nó sẽ đẹp hơn, còn khi mà không có tuần triệt thì dễ xảy ra cái vấn đề về xa cách chia cắt nhau. Thì thiên hình ở đây nó thể hiện là hình khắc chia ly, thiên hình nó là những cái gì đó nó không hòa hợp được với nhau, giữa mình và người hôn phối có một cái ranh giới, nó chính là thiên hình. Là cái người hôn phối của mình đấy, sức khỏe đôi khi nó kém, hay gặp những vấn đề liên quan đến pháp lý, pháp luật. Đôi khi mà mình với người chồng làm chung với nhau thì cũng dễ hay xảy ra vấn đề về tranh chấp kiện tụng. Đấy, đồng lương thì đi với địa kiếp thì nó không không phải là bộ hợp cách. Đồng lương vốn là phúc tinh đi với ấm tinh, đấy, đi với không kiếp thì kể cả khi mà người ta đầu tư, người ta là cái người mạo hiểm nhưng mà người ta sẽ không biết dừng lại đúng lúc đâu. Thế nên là tiền bạc trước đây có đấy, sau này thì không biết là có giữ được hay không. Thì sau đây thì mình xin hết về bài này, khá là dài. Mình sẽ làm tiếp các cái bài sau. Các bạn có những câu hỏi nào có thể là tiếp tục đặt câu hỏi bên dưới video. Mình sẽ cố gắng trả lời cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.